Kính thưa chân linh hương hồn của cụ Trần Minh Khanh, cụ ơi lấy dương gian trời đã trở về chưa? Cũng là bữa cơm trưa ly biệt cuối cùng, cụ còn ở trong mái ấm gia đình, có anh em con cháu đủ đông. Giờ này đây đoàn nhạc hiếu xin phép được kêu thay lạy đỡ cho toàn thể con cháu anh em. Xin kính thỉnh chân linh hương hồn cụ về cụ nhân hưởng nguồn khơi. Hỡi con lại đốt nén hương chi tâm mơ vai thỉnh. Trời cao vời vợi, đất rộng thênh thênh, cha mẹ vất vả nuôi dưỡng các con từ tấm bé, công cha đầy trời, công mẹ đầy non, công cha thì như núi Thái Sơn, còn mẹ thì chiếm lấy ướt để nhường khô sao. Cha ơi giờ đây trời đã trưa rồi, mâm cơm đã bạc gia đình. Cha ơi cháu con xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha về, cha lại lắm mơ hiến hương. Cha ơi nay về kim cứ Việt Nam quốc Thái Nguyên đi, tỉnh Thái Nguyên thành phố thịnh thịnh đan phường nghề tổ dân nề phố số 2. Cha ơi nay cháu con xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Trần Minh Khanh. Cha sinh ngày mùng 5 tháng 8 năm 1936, cha lâm chung tạ thế lúc 14 giờ 45 ngày 15 tháng 10 năm 2024, tức ngày 13 tháng 9 năm Giáp Thìn, cha hưởng thọ 89 tuổi. Cha ơi bữa cơm trưa ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10 2024, tức ngày 14 tháng 9 năm Giáp Thìn, ú ba hồn bảy vía ba hồn này. Cha ơi giờ này cha còn đang phàm phất nơi đâu, phía đông phía tây phía nam phía bắc. Cha ơi hay là người đang ở đỉnh trường sơn, hay là người đang vui thu nơi cỏ cây sông núi. Cha ơi hay cha còn nề đang cưỡi hạc xe mây, cha nghe thấy lời cháu con nề thỉnh gọi ba hồn bảy vía tốc nhập đàn tràng lại lâm hiến hương. Nhớ toàn nề con trai chấm tiêu, các con là con trai con nên rót ba chén rượu đào để bao hiếu công cha. Cha ơi các con là con trai con rót ba chén rượu đào con bao hiếu công cha,
cha về xây rượu xây cơm cha. Nhất đi tuần này là tuần này tôi trai lập đi là ôi chàng nhị tuần nề là tuần con kèo chén rượu xa cha ơi là hồi cha ơi mà để các con cúi chào cúi chào cha. Chén nghe giót chén có rượu nào đèn nè ốp bây giờ cha nghĩ công đức sinh nghe thành sinh thành giã các nghe con nghe là ơi cha phân ni chúc thương một đũa thì phơi cơm đơm hay đũa các con đi mời cha soi cha ơi ba hồn mấy viên cha về xây cơm đi các con đi cha. Còn bữa cơm trưa nay là bữa cơm ly biệt cuối cùng. Cha còn ở trong mái ấm gia đình nghề có đông đủ các con nè. Cha ơi, cha tỉnh dậy về xơi cơm với các con nè. Về xôi cơm đi các con đi kéo cơm mùi hương thần cha nhìn các con các cháu một lần sau cuối để rồi cha đi cha ơi các con xôi cơm muốn gấp thức ăn và hưởng bát để mời cha đây. Xôi cơm muốn gấp thức ăn và hòa bát để mời cha đây. Ba hồn bảy vía cha về xôi cơm cho đỡ đôi già đôi lòng mề cha ơi. Ông ơi, còn các cháu là cháu nội cháu ngoài con nên rót nước rót trà để mời ông. Các cháu là cháu nội cháu ngoài con lên đi rót nước rót trà để mời ông nội ông ngoại ơi từng đầy đứa cháu của ông y lúc các cháu bé nhỏ. Ông ơi thì đứa nào cũng trong vòng tay ông bé ông bồng mề ông nâng niu ấp ủ ôm cháu vào lòng mề ông ru cháu ngủ. Ông nội ông ngoại ơi ngày hôm nay các cháu lớn khôn cả rồi để có các chất đủ đông. Ông ơi, cụ ơi, cháu chắt bề quê. Ông chẳng ở để các cháu được đáp đền công lao.
nội ông ngoại ơi. Ông này bỏ các cháu các chất ông về với tổ mời tiên. Ông ơi từ nay trở đi các cháu gần ở xa các cháu cho về với ông với cụ. Cháu chát cho về đây biết gọi ông gọi cụ nơi nào. Ông ơi, ông Khanh ơi, còn em đây là người vợ, em có đôi lời khóc gọi ông về, ông ăn cơm với mẹ con em. Ông Khanh ơi, còn em đây là người vợ, em khóc gọi ông đôi lời mời ông về, ông ăn cơm. Ông Khanh ơi, thế là chỉ còn ngắn ngủi thời gian, có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Ông Khanh ơi, chiều nay đi bà con tập thể sẽ về làm lễ chi đi hồng tiễn ông đi. Ông Khanh ơi, ông để cho em đây là người vợ, em ra ngóng rồi lại vào trong. Rồi lại vào trong quê. Ông Khanh ơi, từ nay hết đợi hết chờ, còn đâu thấy bóng ông về với vợ với con. Ông Khanh ơi, tình nghĩa vợ chồng em khóc gọi ông ơi. Ông Khanh ơi, suốt mấy chục năm qua cô vợ cô chồng, thế mà ngày ông nay ông để lại mình em lẻ bóng trên đời. Ông Khanh ơi, từ nay trở đi em đây là người vợ, ông ơi sớm tối vui buồn nè, em biết bầu bạn tâm sự cùng nghề. Ông Khanh ơi, ông ơi ở đâu về với vợ với con nè. Ông Khanh ơi, em đây là người vợ cùng về với các con. Ông Khanh ơi, hồn ông ở nơi nào? Ơi ông ơi, ông đi về âm mê hoàng đi cơm mê hoàng. Vợ con đi dâng đi mời ông về xôi cơm mê. Khanh ơi, em đây là người vợ của ông đây. Ông Khanh ơi, ông ơi vợ khóc gọi chồng, con khóc gọi cha, cháu khóc gọi ông. Ơi,
thọ cùng với các con đi. Ông Khánh ơi, trên mâm cơm muôn tiền âm tiền dương, ông về nhận lấy đi chiều đi đường ông thiếu. Ông Khánh ơi, em đây là người vợ cùng quê với các cái con mẹ. Ơi ông ơi, em chớp đi đôi tay, em nguyện đi cầu. Ông Khánh ơi, cầu chúc ông ra đi, ông về. Hỡi ông ơi, ngàn nề thu an nề sớm ông đổ trì, cho vợ con nề các nề cháu trên đời luôn được ở bình an. Tin chúng kiện thành nghề hương hoa đăng trà quả thức, lễ tân cúc cung nhị vai. Lễ chúc thực cho chân linh ngưng hồn cụ Trần Minh Khanh đã xong, xin mời con cháu lại đón những mâm lễ tâm thành về thăm viếng cụ.